Mọi người ơi, thì hôm nay mình muốn review cho mọi người xem cái tiệm thuốc tây ở Úc nó như thế nào nha. Đây, nó có bán đầy đủ hết cho mọi người. Cái gì cũng có hết, cái gì mà liên quan đến y tế thì nó đều có hết cho mọi người. Sale là có nghĩa là đang giảm giá, cái mùa này nó giảm giá mọi người ơi. Đây cho mọi người. Cái này là của người Việt Nam làm chủ nha mọi người. Mình Việt Nam ở Úc bây giờ rất là giỏi, qua lâu rồi học nên rồi bắt đầu làm chủ rồi, rất là phát triển. Cho nên được người Úc người ta rất là nể trọng, tại vì rất là xin làm việc với mọi người. Đây là professional service area, đầy đủ hết, gì cũng có hết mọi người ơi. Ai có nhu cầu thì cứ liên lạc với mình, thì mình sẽ gửi về cho cái giá tốt lắm, mà thuốc rất là an toàn. Thực phẩm chức năng cũng có, thuốc tây cũng có, những dụng cụ về y khoa cũng có, sữa cũng có, kem dưỡng da, mỹ phẩm, dầu thơm. Cái này là trị mụn rất là tốt mọi người ơi, rửa mặt trị mụn, thuốc đầy đủ hết nha mọi người. Nó thiên nhiên. Nó có nhiều bằng lắm. Và trang trí rất là đẹp, phục vụ rất là tận tình nha cả nhà ơi. Mình muốn review cho mọi người xem. Cái mắt chiếu, cái chỗ này nè mọi người, chỗ người Việt Nam. Hello bà. Hey. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và nhiều năng lượng nha. Subscribe mình để mình có động lực làm thêm và góp ý mình nữa nha. Tạm biệt và thank you.